sen tàn hoa mới hay tin người yêu đã theo chồng. Tình đầu như là không, tôi đứng buồn mênh mông nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông. Chiến trường tình yêu đành chia hoa, nỗi nhớ người mình thương. Hành quân về xóm nhỏ, hoa hồng vừa mới nở, tượng hoa sen lúc xưa buồn răng kín chiều mưa. Em xin giới thiệu cái combo này nha, nhưng mà cái combo này em bán lẻ hoặc là bán chung tùy các anh chọn. Combo này gồm có hai thất rời. Bây giờ em cho nhạc lên đi nha, nhạc lên chi để cho cái đèn nước nó nhảy chứ không gì. Để em cho nhạc đó là em nhỏ volume lại. Đầu tiên thất phía dưới là cái thất Amly. Amly model là Kenwood gạch 3x. Kenwood 3x này công suất là 100W, hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220 nha. Cần sử dụng cục đổi nguồn hoặc lấy điện từ ống áp ra để sử dụng cho cái Amly này. Bên em có bán đổi nguồn, các nào muốn mua chung với Amly thì liên hệ để em ship chung cho mình. Đây, ở trên cái Amly này mình có thể chỉnh được bass, treble, có chỗ cắm mic, chỉnh mic và chỉnh ngõ để kết nối nhiều thiết bị ngoại vi như điện thoại, TV, máy tính, có chỉnh ba lăng, chỉnh volume. Hiện tại thì em đang kết nối với điện thoại, mình vừa nghe một đoạn nhạc qua tiếng hát của Trường Vũ. Phía sau rất là nhiều ngõ AV để mình kết nối được nhiều thiết bị ngoại vi lắm nha. Hai đầu Avera 3.5 thì mình kết nối được nhiều thiết bị ngoại vi vô cùng. Ở trên này là cái thớt Aqualizer, model là Panasonic D5. Trên này mình có thể chỉnh được bass, treble, mic qua tần số lọc, mình chỉnh thoải mái tùy thích nha. Thích bass nhiều, treble nhiều hay mic nhiều thì mình cứ chỉnh những cái tần số trên này. Kích thước như sau. Cái Amly á thì chiều ngang cái size của nó là 34 cm, hậu sâu 28 cm, chiều cao là 11 cm, công suất là 100W. Aqualizer Panasonic D5 chiều ngang size của nó là 36 cm, hậu sâu 28 cm và chiều cao là 9 cm. Tổng cộng chiều cao của hai thớt này là 20 cm nha. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các anh tham khảo. Bana, đây là thớt Aqualizer Panasonic D5, tất cả đều đồng bộ máy in xa băng và là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, sử dụng nguồn độc lập nối với nhau bằng dây AV. Đây là thớt lọc. Đây là thớt Amly, rất là nhiều ngõ AV để kết nối được điện thoại, TV, máy tính. Có ngõ sụt rao để kết nối thêm lo rời. Công suất của Amly là 100W, cũng đồng bộ máy in xa băng Kenwood 3X. Công suất Amly 100W nha. Đây là tổng thể hai thất rời. Các anh mua Aqualizer thì em bán Aqualizer, mua Amly em bán Amly, mua cả hai thì em bán luôn cả hai nha. Bây giờ mình nghe thêm một đoạn nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Như Quỳnh nha. Vì sao bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua combo này hoặc là từng thất lẻ này thì liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo 0931008099, nhắn tin hoặc kết bạn Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết mặt trước mặt sau của hai thớt này cho các anh tham khảo trước khi mình quyết định mua nha. Và vui lòng cọc giúp em 500.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ cộng với phí ship. Bây giờ mình nghe thêm một đoạn nhạc rồi kết thúc clip test nha. Rừng hoa đẹp
chi. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Các nào mua hàng thì vui lòng gọi đến số điện thoại hoặc Zalo 0931 008 099 để bên em gửi hình ảnh và ship hàng đi cho mình nha.